Đây là một cái nơi gọi là mình hay ăn cái này cái gì rồi này, bánh khọt nè, bánh khọt, cái này gỏi cuốn, nhâm, chuối, chuối khoai ở chỗ trường Hoa Quang Cũ, ngay 48 trường Hoa Quang Cũ, đường Lý Tự Trọng nha các bạn. Đây là một cái đoạn đường mà các bạn có thể ăn vặt rất là nhiều thứ, nhiều món. Bánh xèo có nè. Đây, cách ảnh đang làm. Anh ơi, cái này mình bán lâu chưa anh nhỉ? Cái này 30 năm rồi chứ. Lớn tuổi hơn em biết nhiêu đó. Nhỏ hơn mấy tuổi. Anh là ba mấy. À vậy là ủa trước đó là ba mẹ bán hả anh? Rồi anh cũng ra nghề luôn. Đây cách anh làm đây. Ý kêu đi. Bánh khọt. Chồng ăn gỏi cuốn. Ăn ba gỏi đi. Đây là cách anh đang làm đây. Cái này mình làm nhà hết anh nhỉ? Ở nhà. Có anh cái này có gì đặc biệt không anh? Có đâu, cơm nóng. Gạo. Đây là hành bột. Không nhưng mà chỗ này em ăn được á. Của mình cũng nhỏ nữa. Cô 12, cô ngày xưa giờ, chứ giờ cô 8 rồi. Cô 8 là bự hơn. Đúng rồi, bự. Tên gì em quên rồi, anh tên gì nhỉ? Chị Phương. Anh Phương. Đây là ngay góc đường luôn các bạn. Các bạn cứ hỏi trường Hoa Văn là cây Lý Tự Trọng, cái nhà 48. Ngay bảo tàng. Đối diện bảo tàng ngay 48 đường Lý Tự Trọng bên hông. Đây là anh Phương. Mình hay lại ăn chỗ này lắm. Ở đây thì có nước sông nè. Dạ. Đó. À đó mua cho cô đó. Ủa số gòi này đâu có mua được đâu bà. Bà ơi uống cái gì bà ơi? 20 còn 59 còn 2 tờ. Ăn thôi. Cho xong đi. Xong. Dạ không, người đó không việc, con đâu có mua được. Hoài. Không mua đâu bà ơi, ở đây không biết đi chứ. Đây là sâm. Bữa nay thì trời mưa rồi. Găm. Không là mình livestream cho các bạn coi. Ngon bọc. Dưới cánh rộn hơn không? Ăn hết đi rồi ăn tiếp chứ ăn sao nổi. Đây là bánh cọt đúng không? Này ngon. Ngon.
Bánh ngọt nguyên liệu chủ yếu là bột gạo, đậu xanh, nước dừa với hành thôi. Theo ngày xưa thôi, chứ không phải cái khuôn mới giờ. Ớt kìa bông, ớt kìa. Đâu, nghe không phải đâu. Nếu mà em, đồ này nó bắt thì rồi, bắt không là kỹ lắm, bọn ai được. Tôi kẹo mùa luôn hả? Đây kế bên là bảo tàng các bạn. Có gì chứ. Anh bên luôn. Bữa nay trời mưa rồi, cũng là trong. Kế bên là đầu mai đông mi. Tôi kẹo mùa luôn. Góc đường mình nhìn chậm với biết đứng chậm. Không mình nghĩ gặp là bánh ngọt hay chú? Tôi bánh ngọt rồi, không em. Tôi bánh ngọt có gì đó? Ủa cuốn, nhầm trước rồi. Tôi bánh ngọt rồi, tôi dễ bánh ngọt rồi. Rồi. Kêu cái gì? Bánh canh này, 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 bánh canh là xuất xứ ở đâu bác nhỉ? Canh canh đồng quê có nước cốt dừa. Con bay con bay bánh canh đây là bánh canh nước cốt dừa. Bánh canh đồng quê có nước cốt dừa chứ không phải là bánh canh đâu em, bột lọc. Bánh canh là bánh canh truyền thống nè, biết chưa? Canh bánh canh này, bánh canh này là bánh canh ta nắng rồi cái chai á, ta bứt cát. Ông mẹ biết thì nói, ông biết thì bà là có phải không? Thưa thốt, biết thì thưa thốt, biết thì thưa thốt. Bánh canh đầy đủ mình phải trong rừng là cũng làm hoài. Nấu, nấu cái cá lóc với tép. Không biết mẹ gì. Nắng cái chai bột hay nó cái bột gạo. Nắng cho cái chai mà cắt. Ồ, cắt cái nè. Dạ, đúng, đúng. Hiểu không? Giai đoạn đó nói là có lý. Hiểu không? Chia bột. Đồng đồ đập giấy xe đó nè. Cáo mà nó bậy này. Chưa thấy bên đồng. Có bằng bên đồng, chưa bên đồng xong giấy rồi mới đã. Thời cuốn á thì có tôm nè. Tôm. Bún. Thịt nè. Đang quay phim nữa hả? Dạ, con đang quay phim nè. Mỹ mày. Con gửi đi Mỹ không ạ? Dạ. Mỹ Lâm mà Mỹ Mỹ Tho. Có thêm dĩa nữa coi. Bánh canh này bà về mày còn ông bà già mà nói là ông bà biết hả? Ông nói cái đó là chả trong ruộng, còn ở mà chả nó đúng á, nó làm nè. Cây hả? Nấm. Đúng rồi. Ờ để nguyên ở ngoài mà đâu có. À cái bọt nè. Làm cái bọt đó. Cái xây bột. Xây bột rồi cái còn. Tôi thấy chị tôi đó làm. Còn có bỏ con mũi giống không? Bỏ con mũi.